Thời gian gần đây, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng tới nguồn cung và giá. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương vừa có yêu cầu giám sát các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu. Trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định, chủ động có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trên địa bàn trong thời gian tới. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp không bị gián đoạn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Đặc biệt trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng, sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.